Chào tất cả các bạn, nắm vững từ vựng trong tiếng Anh là một cách thức để giúp chúng ta giỏi tiếng Anh thật nhanh. Nhưng mà làm thế nào để có thể tiếp cận từ vựng một cách hiệu quả nhất, trong đó bao gồm làm sao phát được âm đúng nè, làm sao hiểu được cách vận dụng đúng các từ vựng đó một cách dễ dàng, hiểu nghĩa thật cặn kẽ và làm chủ các từ vựng đó là một cái nỗi khó khăn của người học. Cũng vì lý do đó mà tôi muốn thực hiện 1.000 cái video, mỗi video nó bao gồm một từ vựng, để tôi hướng dẫn các bạn cái cách đọc âm cho cái từ đó một cách cặn kẽ nhất để các bạn làm chủ cái âm, và đồng thời hướng dẫn cho các bạn cái ngữ nghĩa của nó một cách kỹ càng, và đồng thời đó hướng dẫn các bạn áp dụng trong câu sử dụng cái từ đó như thế nào cho nó hiệu quả. Cái mong muốn của tôi là làm sao tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được tiếng Anh một cách dễ dàng. Và chúng ta làm chủ tiếng Anh đó, thì chúng ta sẽ làm chủ được nhiều thứ, làm chủ cuộc sống của mình. Và từ đó đó chúng ta có thể tự chăm lo cho bản thân, tự chăm lo cho gia đình. Thật tình mà nói thì tôi cũng không phải là người bản xứ, đôi khi tôi cũng chưa làm chủ được hoàn toàn tiếng Anh. Nhưng những gì tôi biết đó, tôi có khả năng hướng dẫn cho các bạn để các bạn tiếp cận được vào tiếng Anh một cách đúng đắn nhất. Chứ không phải là mình cứ nghe người ta nói rồi bắt chước theo, hay là mình không có một cái cách thức nào để có thể phát âm đúng nè, hay là vận dụng đúng cái từ nè, thì từ đó đó chúng ta rất vất vả trong tiếng Anh. Tôi cũng biết là chúng ta học rất là lâu, học rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thì sao, thì chúng ta vẫn không giỏi được tiếng Anh đó. Cho nên đó là một cái nỗi đau đớn mà trong những cái người đi dạy học đó, người ta vẫn băn khoăn, người ta vẫn tìm cách loay hoay không biết phải làm sao. Thì tôi cũng mong muốn là góp một phần công sức nhỏ vào cái việc là làm sao cho người Việt chúng ta, cho dù ở Việt Nam hay là ở Nam Châu, thì cũng có thể làm chủ được tiếng Anh. Tôi biết được đến đâu, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đến đó. Rồi khi các bạn đạt đến cái trình độ cao hơn, giỏi hơn rồi đó, các bạn muốn cái chất giọng mình nó hay hơn, giống bản xứ hơn, hay là đẹp như bản xứ chẳng hạn, thì các bạn có thể chuyển qua học các cái clip của giáo viên nước ngoài. Tại vì có hàng nghìn hay là thậm chí hàng triệu người đang dạy tiếng Anh. Nhưng mà ý tôi trong cái cách tôi làm đó là tôi muốn các bạn hiểu cái cách để tiếp cận vào tiếng Anh một cách dễ dàng nhất. Tôi không cố để tranh tài là tôi phải hơn người này, tôi phải hơn người kia. Tôi chỉ muốn làm sao các bạn bắt đầu vào tiếng Anh và nó có được một cái căn bản trong tiếng Anh một cách dễ dàng nhất thôi. Trong cái loạt video từ vựng và phát âm này nè, tôi muốn giúp các bạn bắt đầu tiếp cận từ cái từ vựng, nhưng biết cách vận dụng cái từ vựng đó, hiểu rõ ngữ nghĩa của nó và đồng thời nắm vững cái cách phát âm của nó một cách căn bản nhất để tiếp cận vào tiếng Anh. Khi các bạn giỏi hơn thì các bạn có thể dùng những cái app như là Lang Kingdom để học mà nói được tiếng Anh, giao tiếp được tiếng Anh ở mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hay là cao hơn nữa đó, thì các bạn có thể chuyển sang xem các clip của giáo viên nước ngoài, hay là nghe TED Talk, hay là xem phim gì đó, để làm sao biến cái chất giọng mình thành giọng bản xứ. Thì lúc đó là các bạn có cách để đi tiếp được. Còn nếu như bình thường mình đang vất vả với tiếng Anh, thì tôi cũng chỉ mong muốn góp một phần nhỏ trong cái việc làm sao các bạn tiếp cận với tiếng Anh một cách dễ dàng, hay là tiếp cận lại để khắc phục những cái sai của mình, những cái lỗi mà mình thường gặp, hay là mình còn băn khoăn, mình còn vất vả trong cái việc không biết làm sao kết hợp giữa cái này và cái kia. Thì cái loạt video từ vựng và phát âm này, tôi sẽ giúp cho các bạn những cái điều đó. Thì tôi hy vọng là những cái gì tôi làm đó sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu như những gì mà tôi làm nó còn kém so với giáo viên bản xứ, thì các bạn thông cảm giúp tôi, là tại vì bản thân tôi cũng không phải là người bản xứ. Tôi chỉ biết cách làm sao cho các bạn tiếp cận một cách căn cơ nhất để các bạn hiểu, và từ đó học với giáo viên bản xứ chẳng hạn. Nếu như các bạn mong muốn nhận được video mới, tại một loạt của nó đó, nó sẽ có 1.000 video và tôi cố gắng mỗi ngày tôi làm một ít, thì các bạn phải subscribe vào cái kênh trên YouTube đó, để mỗi khi có một hay là vài từ mới, các bạn biết được nó nhanh hơn. Thì cái cách học của các bạn thông qua cái loạt video này đó, cứ có một cái video các bạn cứ bật lên và nghe và nhìn chú ý, nó chỉ có vài phút thôi, các bạn nắm vững cái từ đó rồi nghĩ cũng được nha. Thì cứ một video vài phút rồi xong cái từ đó, các bạn chuyển sang cái từ khác. Sau này mà khi các bạn giỏi lên rồi mà lâu lâu quên cách phát âm của một từ nào đó, thì các bạn có thể vào YouTube để tìm lại cái chính cái từ đó thôi. Tôi đặt cái video cũng là tên của cái từ đó, để các bạn tìm lại cái video đó, thì các bạn thấy được cái video đó, hiểu rõ nó, học lại cách phát âm các bạn ha. Có nghĩa là làm mỗi video
là một từ để các bạn dễ tra cứu sau này. Và tôi hy vọng rằng là tôi cũng đủ sức khỏe và đủ thời gian để có thể làm được 1.000 từ vựng đầu tiên, giúp cho người Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận được với tiếng Anh một cách dễ dàng nhất. Và đó cũng là mong muốn của tôi, góp một phần nhỏ vào cho con người, cho dân tộc mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Và nếu các bạn quan tâm giúp tôi thì các bạn chuyển tải cái video này để cho những người khác cũng có thể subscribe vào kênh của tôi để có thể nhận được video, và cái kênh của tôi nó cũng phát triển theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đã ủng hộ tôi trong suốt quá trình.